Rồi, chào bà con, tiếp tục là chia sẻ cho bà con là nông dân bón phân. Thì bón phân lúa này thì chắc bón phân tách đồng đó bà con. Đây, bà con giờ mới dần lúa đây. Lúa này bà con làm cũng rất là tốt. Cũng không có đệm đài gì mấy. Đó, thì dần lúa này chỗ bông lên nữa là im à. Để ra coi bà con phải bón tách không. Giai đoạn này thì chắc bón tách rồi. Cái lúa này là hơn tháng rồi, bốn mấy, từ 40 ngày à. Ra coi chia sẻ cho bà con cây bón phân gì, giai đoạn bao nhiêu ngày, cho lúa gì thì cho bà con xem tham khảo. Rồi làm như bón xong luôn rồi bà con ơi, không biết chia sẻ kịp không nữa. Đây đó, đây bà con giải tốt nè, cặp mé giải phân đi đi theo mé nè thì tốt, mới chùm mền. Còn bên đây thì cấy rồi, chuột cắn cấy nhiều chuột cắn nhiều. Đây cầm bẹ lúm nhất nè, một bên bên đây chủng nè, bên đây cũng gò mà sao bên đây cắn ít, bên đây cắn ít mà bên đây cắn nhiều nè. Chắc do ăn ở rồi bà con. Đây chia sẻ. Đây ông kia ông đi bầu qua kia luôn rồi bà con. Đây là chắc bón phân tách, lúa này là tách xiềng luôn. Này chắc bón đạm Phú Mỹ với kali miễn quá bà con, thấy giống giống luôn. Bố gọi luôn hả anh? Cái này là phải bón tách không anh? Chưa đâu. Chưa hả? Vậy là cứ mấy anh này nè, ba cử ha, là lúa tốt chứ nè. Cử này là ông bón phân gì, phân gì vậy? À, đáp lạnh kali. Lúa này thấy tốt quá, tưởng đâu bón tách đồng chứ. À, còn cử nó vậy là mới cử thứ ba, mới cơ chắc cơ ba mấy ngày quá, này cỡ 32 35 ngày. Thì là món ba loại đáp lạnh kali ba đó. Lúa này quá dày luôn rồi, dày bịch luôn, dày vậy là bón phân vô nó là tốt, là vừa bệnh vừa sống như tùm lum chứ. Cái ông đi bên đó làm chú ruộng đó ha, phải không chú ruộng đi đâu để qua hỏi chú ruộng. Cái đầu trong này là lúa nó im nè, nó lá đứng đứng lên như nè bà con, mà lúa nó tốt nè, ít bệnh sâu bệnh nè, còn lá nó nằm quá là bệnh. Lúa đầu trong này dạo im ha, đầu ngoài hơi chùm mền chút bệnh. Anh cho em hỏi là lúa mình được bữa nay được nhiêu ngày? Bữa nay mùng mấy không biết, bữa nay mùng, bữa nay mùng 9. 9 nha, xạ bữa mùng 2. À, là anh tính cỡ nhiêu ngày? Là tháng 7 bữa rồi. 37 ngày hả? Ừ. 37 ngày mà cái cử này là nãy hỏi anh kia nó không phải tách là sao? 37 ngày là cái này như mình tắt luôn rồi đó, giờ còn cũng giải thêm cử nữa, cái chừng lúa mà có đồng đồng bự đó. À, cũng như là mọc á. À, cũng như là nó sắp chỗ hết rồi gãy cử nữa thì tùy theo cấp đó mình giải phân, cũng như là nếu mà xanh á thì mình đợi cho lúa nó ra bông rồi mình chỗ, còn ý giải, còn nếu mà hơi vàng thì giải trước khi chỗ. À, xương sữa nó lợn cái nữa. À, lúa 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 này là giống gì anh? Đây nè, OM, OM 18 phải không? À, rồi. À, OM 18. Tại vì đó nó thấy cái vàng lúa này là bón tách mới đúng, mà sao nó cử ba, cử ba là hai mấy ngày là nó dục cử ba rồi. Cái này như tách rồi đó mà. À, thì cũng như tách. Nữa. À, cái cử kia cũng như coi như là bón rước hạt luôn rồi đó. À, thì cũng như mình coi theo tình hình, nếu mà nó xanh quá thì mình bỏ luôn, còn nếu mà nó vàng vàng thì mình giải trước như chỗ. Còn à, cái, đúng rồi. Lúa hơi vàng chút nữa là chỗ lên thì mình giải rước hộp với. Mà ngủ em là thấy rước hộp em, rước hộp bằng kali yên đạm, vụ này kali yên đạm hoặc 20 15 cũng im luôn.
rước hột nó cho nó chỗ ra cộng với mẹ hơi á là rước. Lúa này quá xanh này, bón cỡ này nó im à. Cái cảnh ngoài nó dày, chỗ nó dày quá bệnh nè, sụp cái ở đầu trong này im nè, còn đầu ngoài nó thấy bệnh để là bán bữa nó mình mới xịt nữa ha. Canh ra quay xịt thuốc viện nữa. Thời lúa mình ba mấy ngày mà có xịt cửa nào chưa? Không xịt luôn ha. Có người xịt hai ba cử sao bệnh xịt. Nó mà hết bệnh. Do người dễ ăn. Đúng rồi. Khi người giải táp lạnh thì nó dễ bị xịt, còn mình giải dạng kali thì nó chậm hơn, ít xịt. Đúng rồi, kali nó cứng ráo lắm. Mình giải đâu đó cũng đâu có xịt nhẹ gì đâu. Có 54 này mình khi giải mà táp lạnh nhiều thì nó dễ bị xịt hơn. 54 là dễ bệnh nhất luôn. Cái này là mình trộn nhà sẵn hay gì anh? Mua phân trộn mới tốt. À rồi chở ra ha. Đây là cali. Ý cali này, cali Canada học bự nè. Đạp Phú Mỹ đó. Đạp kia kìa chứ không phải đạp đó. Tại vì hôm qua đạp này nè, đạp này mắc đạp đó 40. Đó là cái đó đáp hay là đáp? Đáp này với đáp đó nó trên là 40, tại không mua cái bao đó rồi. Yeah. Rồi bữa nay giải thấy là cái lần này mình ở đây mình mua tiền mặt hay là mua thiếu? Mua mặt là bao nhiêu anh nói bao đó cỡ nhiêu? Bao này hộp bao đó hồi hổm mua là 600 thôi sao? Mấy sáu. Còn cái này? Cái bao này mắc hơn 40 nè. Là 700 mấy luôn ha. Bao này bữa nay mua bao đó mất bao này bù thêm 40 ngàn. Trong trọng thì đáp của đáp phi á, đáp phi nhưng mà cũng có cái hiệu là quality này nè, là 600 680, đáp đen 680. Cái này nó quên con. Còn Phú Mỹ này làm như mắc hơn Cà Mau phải không anh? Ở đây nó bán cũng trên lệch có 2-3 ngàn mà lấy nhiều nó cũng để bình thường. Ê mua hả? Bình thường là 500 mấy, tôi nghe nói tới 540-550 lần á, không biết phải 720. À, đắp phi đó 720. 720 mà cái này bữa nay bù thêm 40 là 760. Thì hả? Đắp đó. 760 còn kali miễn là 460 đúng nè, bằng trong em nè. Còn 460 nè. Lệnh này được không? Lệnh Phú Mỹ đúng không? Lệnh Phú Mỹ. Đúng rồi, bữa hổm 450, bữa nay 460 là lên 10 ngàn đó. 460 là mua hôm mà mới xả lúa đó hè. À. Thằng này không mua được mới xài lúa mà. Bây giờ thấy bà con đâu có xài mấy này mắc quá, đâu xài xài lạnh của Malai với Indo có 520-530 giờ. Thằng lạnh bao nhiêu? Mình làm quen rồi. Ờ à, đúng rồi, cải nó mắc nhưng mà nó tốt. Làm quen. Có hổm giải đáp này thấy nó lúa không giọt luôn, bữa nay đỡ đó mà bù thêm 40 ngàn. Xài mỗi cửa hàng bán khác nhau ta. Cũng có hiệu đáp phi nhưng mà cái hiệu khác nhau hết trơn luôn, toàn bộ luôn. Cũng trong trọng cũng gạch vàng kia với cái màu cam đó là 6680 mà giải tốt lắm. Còn Phú Mỹ bữa nay 660 còn tiền mặt thiếu chắc cũng ít. 560 thiếu chắc cũng 570-580 luôn á. Ở đây nó bán 460 nữa, bán thiếu 480 mà bữa nay lên vậy đó. Bây giờ ông anh làm ngoài kinh doanh ông mới nói 550 mà không có luôn đó, không có hàng luôn đó. 560.